Thưa quý vị, mới đây phòng làm việc của Tiêu Chiến đã gửi một bó hoa đến Lâm Tuấn Kiệt, chúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Lâm Tuấn Kiệt thành công. Ngoài concert của Lâm Tuấn Kiệt, phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng thường xuyên gửi hoa chúc mừng đến một số sự kiện của một số nghệ sĩ trong ngành giải trí Trung Quốc. Thời gian trước, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã gửi lãng hoa chúc mừng tới buổi hòa nhạc của ca sĩ Trương Nghệ Hưng. Nó cho thấy Tiêu Chiến có mối quan hệ tốt đẹp với dàn nghệ sĩ của showbiz Hoa ngữ. Khi anh tham gia vở kịch Như Mộng Chi Mộng với vai trò bệnh nhân số 5, cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã gửi hoa tới chúc mừng anh và đoàn kịch. Tiêu Chiến hiện nay là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Mới đây, trong báo cáo toàn diện về phim truyền hình mùa hè năm 2023 của Weibo, tính từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, nhân vật nam hàng đầu trên bảng xếp hạng là vai diễn thời ảnh của Tiêu Chiến trong bộ phim Ngọc Cốt Giao. Vị trí thứ 3 trên danh sách này cũng là nhân vật Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến trong bộ phim truyền hình Vùng Biển Trong Mơ. Cả hai vai diễn của Tiêu Chiến ra mắt trong mùa hè đều là những bộ phim chất lượng và có tiếng vang đối với công chúng. Tiêu Chiến đã có tới 3 bộ phim truyền hình được phát hành trong năm 2023 và cả 3 nhân vật của anh ấy đều nhận được sự yêu thích của khán giả. Chúc mừng Tiêu Chiến! Hiện nay thời tiết Nội Mông khá nóng bức. Nghe nói anh ấy còn ở Nội Mông hơn 1 tháng nữa mới hoàn thành việc quay phim tại đây. Sau đó đoàn làm phim sẽ trở về Bắc Kinh. Phim dự kiến sẽ hoàn thành quay phim trong đầu tháng 11. Sau đó Tiêu Chiến sẽ tham gia một vài phân cảnh khách mời trong một bộ phim điện ảnh khác của đạo diễn Từ Khắc. Tin đồn cho thấy Tiêu Chiến sẽ tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim điện ảnh có chủ đề về nữ hải tặc. Sau khi tin đồn này được rò rỉ ra ngoài, nhiều người hâm mộ đã mong muốn đạo diễn trao cho Tiêu Chiến 5 phút hóa thân vào vai diễn yêu thích của anh ấy. Người hâm mộ muốn đạo diễn trao cho Tiêu Chiến một vai diễn phản diện vừa cuốn hút lại dễ thương. Đây chính là nhân vật mà Tiêu Chiến rất muốn đảm nhiệm. Anh ấy đã bày tỏ điều này tới hơn 3 lần khi trả lời phỏng vấn của cánh truyền thông. Nhưng dù sao tất cả mới chỉ là tin đồn và chúng ta cần chờ đợi những thông tin chính thức. Thật thú vị nếu Tiêu Chiến đảm nhận một vai diễn phản diện trong vị trí khách mời, phải không nào?